Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Bạch Muội, sinh năm 1984, ngụ ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ ban đầu, trong thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 7 năm 2020, do trước đó có một số hụi viên hốt hụi không đóng lại, dần dần mất cân đối, phải vay mượn tiền để chung hụi và cần tiền chi xài cá nhân. Nên Hà Bạch Muội đã nảy sinh ý định gian dối, lợi dụng hụi viên tham gia khui hụi không đầy đủ, không quen biết nhau, nên Muội đã tự ý hốt hụi khống. Ngoài ra, Hà Bạch Muội còn nói dối người muốn hốt hụi nhưng không hốt được và cần bán lại nếu ai muốn mua. Muội sẽ bán lại, người mua sẽ có lời. Với những thủ đoạn như trên, Hà Bạch Muội đã chiếm đoạt số tiền khoảng 3,6 tỷ đồng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện lệnh và tiến hành khám xét nhà của Muội, thu giữ một số tài liệu, vật chứng để tiến hành điều tra mở rộng.